Hi, xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita và phân nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ với các bạn một set nước hoa mini mà mình vừa mới mua được và mình rất là ưng ý. Mình thích cái set này đến mức mà vừa mới mua xong là mình đã quyết định là sẽ quay một cái video riêng để giới thiệu cái set này đến với các bạn. Như các bạn thấy là phía sau mình có rất là nhiều nước hoa của nhà Le Labo. Vậy thì tại sao cái set này đối với mình nó rất là đặc biệt? Thì nếu mà bạn mà có quan tâm đến nhà nước hoa tươi Le Labo và mình yêu thích các mùi hương của Le Labo thì các bạn hẳn là biết rằng Le Labo có một bộ sưu tập đặc biệt tên là City Exclusive. Thì cái bộ sưu tập này nó là những mùi hương đặc trưng của mỗi thành phố và bạn chỉ có thể mua cái mùi hương này ở thành phố đó mà thôi. Ví dụ Gai Ác 10 là mùi hương đặc biệt của thành phố Tokyo, Limac 37 là mùi hương đặc biệt của San Francisco và mới nhất gần đây là Citron 28 mùi hương đặc biệt của Seoul, Hàn Quốc ha. Trên tay mình là cái bộ mini 15ml mà mình vừa mới mua được ở Seattle, gồm 3 mùi hương mà mình thích nhất của bộ sưu tập City Exclusive này. Tại sao mình mua bộ này ở Seattle? Bởi vì mỗi tháng 9 hàng năm thì những cái mùi hương thuộc mỗi thành phố sẽ tập trung vào cái lab của Le Labo và mình có thể mua được tất cả các mùi hương đó tại bất kỳ cái điểm nào trên toàn thế giới. Thì tại Seattle, Mỹ, vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 thì mình đã mua được cái bộ mini này. Bộ mini này chỉ có 15ml thôi. Và nó mang 3 mùi hương mà mình yêu thích nhất của bộ City Exclusive này, mình sẽ giới thiệu đến với các bạn ngay đây thôi ha. Đây, ta ta. Mùi hương đầu tiên thuộc cái bộ City Exclusive mình giới thiệu đến với các bạn đó chính là Chanel Mac 37. Thì nếu mà bạn mà có Shopee của mình thì bạn cũng biết là mình có chiếc cái mùi Lime 37 này rồi đúng không? Đây là một trong những mùi hương chủ điểm citrus, tức là nhóm mùi cam chanh mà bám tỏa cực kỳ tốt luôn. Chai này nó thường mình biết là các nước hoa nhóm mùi citrus sẽ rất là nhanh bay mùi. Tuy nhiên chai Lime 37 này có độ bám tỏa rất là ấn tượng trên da mình ha, tầm khoảng 8 tới 10 tiếng đồng hồ chỉ với một xót xịt chai Lime 37 này thôi. Mùi hương thứ hai đó chính là chai Exclusive của Tokyo, đó chính là chai Gai Ác 10. Thì chủ điểm của nó mình có thể nhìn thấy trên chai nước hoa này rồi, đó chính là gỗ gai ác ha. Mình giới thiệu đối với các bạn cái mùi hương cuối cùng thuộc cái bộ City Exclusive mà gây tò mò cho mình nhất. Cái mùi hương này vừa mới ra mắt vào năm nay thôi, nó là City Exclusive của thành phố Seoul, Hàn Quốc, mùi Citron 28. Đây cũng là một trong những chai nước hoa chủ điểm hoa neroli nè, và các nhóm trái cây thuộc nhóm bộ citrus, cam chanh. Bất ngờ một cái là cả ba chai nước hoa này lên da mình đều có bay xạ, tuy nhiên độ bám tỏa của nó hoàn toàn khác nhau. Chai nước hoa yêu thích nhất của mình chính là Gai Ác 10, tuy nhiên đây là một trong những chai mùi gỗ rất là skin scent, tức là nó bám trên da bạn tốt nhưng mà nó lại không tỏa ra ngoài. Mùi gỗ trong chai Gai Ác 10 rất là tinh tế, nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu, nhưng khuyết điểm của nó chính là nó không tỏa, nó chỉ bám tỏa sát da nên mình gọi nó là skin scent. Cái thời gian mà nó bám tỏa trên da skin scent khá là lâu nha các bạn nha, tầm khoảng 5 đến 6 tiếng, tuy nhiên nó không tỏa ra ngoài nên vậy nên là muốn xịt cho người ta biết mình xài nước hoa xịn thì cũng hơi khó ha. Citron 228 cũng là một trong những chai mình mua bởi vì nó mới, bởi vì nó đặc biệt. Còn so ra thì so với Limac 37 thì lại không có cửa so được với Limac 337. Limac 37 thật sự là một mùi quá ấn tượng đối với mình. Vì mình đã sử dụng qua cái bộ City Exclusive rồi. Mọi người thì có một số người đánh giá cái bộ City Exclusive này nó không có đáng tiền lắm, bởi vì một chai nước hoa Le Labo bộ thường ở phía sau á, nó rẻ hơn City Exclusive rất là nhiều. Giá thành cho một chai City Exclusive 100ml thì nó tầm khoảng gấp 3 lần một chai nước hoa Le Labo thông thường. Đây, một cái chai mini 15ml này mình mua tại Seattle thì nó có giá là $130. $130 cho một cái chai mini 15ml thuộc bộ City Exclusive nha các bạn. Rất là đắt đỏ luôn. Tuy nhiên là đối với mình á, trong cái bộ này có một số mùi hương là thực sự đáng tiền, đắt sắp ra miếng. Còn có một số mùi hương thì mình chỉ nên thử cho biết mà thôi. Nếu mà các bạn yêu thích cái nhà Le Labo và có quan tâm đến bộ City Exclusive này thì mình thật sự khuyên các bạn là nên thử vial trước. Mình có thể thử vial, mình có thể thử mini, mình có thể mua chiếc trước khi mình mua một chai full box. Bởi vì một chai full thì nó rất là đắt, khó mua và chưa thật sự nó hợp với mình nữa. Đây, 3 mùi hương mà mình có ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn.
Còn một điểm nữa mà mình quên chia sẻ đến với các bạn, đó là bộ CT Exclusive Mini này nè. Nó chỉ có 3 size thôi nha các bạn nha, chỉ có 3 size duy nhất trên thị trường thôi. Và mình cẩn thận mua chúng hàng fake. Nó chỉ có size 15mm, 50mm và 100mm. Thuộc bộ CT Exclusive, mình ít tiền quá nên vậy mình chỉ có thể mua cái nhỏ nhất là cái 15mm ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình ngày hôm nay. Cái bộ này thực sự khiến mình cảm thấy rất là thích, nên vậy nên là phải làm video liền để chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình. Bye bye.